Makha trở thành trời Đế Thích. Đế Thích không phóng dật. Thế Tôn dạy pháp cú này trong tinh xá mùa hè gần Ti Xá Ly liên quan đến vua trời Đế Thích. Câu hỏi của Mahali. Một ông hoàng dòng Lễ Xá tên Mahali Ti Xá Ly nghe Thế Tôn đọc bài kinh tựa đề là Câu hỏi của Đế Thích. Trong đó, Ngài nói những sự tốt đẹp huy hoàng của Đế Thích Shaka. Ông đem lòng thắc mắc, không hiểu Ngài có trông thấy hay quen biết với Đế Thích không? Và ông ta đến gần Thế Tôn, ngồi xuống một bên, thưa hỏi. Thế Tôn giải đáp rằng, trong một tiền kiếp, vua trời Đế Thích đã từng làm người là ông hoàng Makha, nên được gọi là Đức Mahava. Một kiếp khác là một người cúng dường nên tên là Purindada. Một kiếp nữa là người ham bố thí nên tên là Shaka. Là người hay bố thí nhà cửa tên là Savava. Là người có thể nghĩ đến ngàn việc trong một lúc tên là Sahasaka. Có vợ Atula nên tên là Sujampati. Đã từng thống lãnh các vị trời cõi 33 nên được gọi là vua trời. Ngoài những công đức này, Đức Phật giải thích thêm, trong một tiền kiếp khác của vua trời Đế Thích đã làm tròn 7 điều thệ nguyện là suốt đời: phụng dưỡng cha mẹ, lễ kính bậc trưởng thượng, nói những lời hòa nhã, không bao giờ nói xấu ai sau lưng, làm gia chủ với tâm không tham lam keo kiệt, tay rộng mở buông xả những gì thuộc về mình, hoan hỷ rộng lượng, ân cần với người cầu xin, hoan hỷ trong sự bố thí, nói sự thật, dứt bỏ sân hận, nếu sân hận nổi lên, xin mau buông bỏ. Đó là những việc làm của Đế Thích khi là ông hoàng Maha trong tiền kiếp. Vẫn còn muốn biết xem kiếp trước ông hoàng Maha xử sự ra sao, nên Mahali thỉnh cầu Thế Tôn kể chuyện quá khứ. Ngài kể: Maha trở thành vua trời Shaka. Xưa có một ông hoàng tên Maha sống trong làng Makala thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà. Một hôm, ông đến chỗ buôn bán thị tứ, lấy chân gạt sạch bụi đất để có một chỗ đứng thoải mái. Nhưng một người khác lại đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Thay vì giận người ấy, ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng. Lại một người khác cũng đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Ông dặn lòng đừng giận và lại tìm một chỗ khác. Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi. Ông nghĩ rằng những người này hình như khoái chí, việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ, quả là một việc đáng làm. Hôm sau, ông mang cuốc dẹp dọn một khoảng đất rộng bằng sân phơi lúa, tức thì thiên hạ đến chiếm chỗ. Mùa lạnh, ông đốt lửa sưởi ấm họ, vì thế đây là nơi mọi người thích đến. Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi, nên sáng sớm ông bắt đầu làm đường, chặt bỏ hết những cành cây vướng víu. Ông đã dành thì giờ để làm những việc như thế. Có người thấy vậy bèn hỏi ông: Thưa ngài, ngài đang làm gì vậy? Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời. Ồ, cho tôi cùng đi với. Thưa ngài, hãy đi với tôi, thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người. Thấy hai người làm việc, người thứ ba đến và tương tự như trước xin gia nhập, rồi người thứ tư, thứ năm, cuối cùng là đến người thứ 33. Họ dùng cuốc và rìu làm một con đường dễ đi và bằng phẳng, dài chừng 1-2 dặm. Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm và tỏ ra vẻ bực bội vì không kiếm chác được gì riêng cho mình. Ông thuyết phục họ đừng làm nữa vì không phải là việc của người tại gia, và ông khuyên họ đi câu cá, săn thú rừng, hoặc chè chén say sưa, hoặc vui chơi thỏa thuê. Nhưng họ không nghe ông, vẫn một mực làm con đường dẫn lên cõi trời. Thôn trưởng tức giận, muốn phá họ, bèn tâu dối vua, đó là một bọn cướp. Vua truyền lệnh bắt 33 chàng trai cho voi chà. Trước cơn nguy khốn, Makha nhắn nhủ đồng bọn: Các bạn, chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi. Hãy để tâm an tĩnh, hãy yêu thương, đừng sân giận bất cứ ai. Nên rải tâm từ đến nhà vua, thôn trưởng và đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta.
33 chàng trai vâng lời thủ lãnh của họ. Sức mạnh của tình thương đã khiến cho con voi không dám đến gần họ. Vua nghe báo, tưởng rằng vì nhiều người nên voi không dám đến, nên ra lệnh phủ lên người họ tấm thảm dày. Nhưng từ xa, voi đã thối lui. Vua đoán biết chắc là có lý do gì đây, nên gọi họ lại, hỏi xem có phải bọn họ là băng ăn cướp len lỏi trong rừng hay không. Được biết họ bị thôn trưởng vu oan, vua ra lệnh bắt thôn trưởng cùng với vợ con làm nô lệ cho họ, tặng một con voi để cưỡi và cả ngôi làng ấy để tùy nghi sử dụng. 33 chàng trai thấy rõ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này, họ càng thêm phấn khởi. Nên khi cưỡi voi về làng, họ bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa. Cuối cùng, họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn, một tòa nhà an toàn và kiên cố. Họ mời chủ thầu đến giao việc và cấm không cho phụ nữ dự phần vào, vì họ đã dứt được lòng tham dục đối với phụ nữ. Lúc bây giờ, có 4 bà ở trong nhà Mạc Hà là Hoan Hỷ, Trọng Tư, Thiện Tánh và Thiện Sanh. Thiện Tánh bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ để ông ta chạm câu căn nhà này của Thiện Tánh vào tháp nhọn trên mái nhà. Chủ thầu vớ được món bở, đồng ý ngay và cho hạ một cây đẩy khô, rồi đẽo, bào, khoan thành một tháp nhọn, xong quấn vải cất lại. Khi căn nhà đã hoàn thành, đến ngày dựng tháp, chủ thầu giả bộ hốt hoảng tìm 33 chàng trai báo tin là còn thiếu cây tháp. Họ hối hả phải làm ngay, nhưng không thể làm với cây tươi được. Chủ thầu lúc đó bảo tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn tháp để bán. Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà Thiện Tánh là có sẵn tháp. Họ chịu mua với giá 1.000 đồng, nhưng Thiện Tánh không bán mà chỉ muốn góp phần vào công trình xây dựng. Các chàng trai ban đầu từ chối, viện dẫn không muốn cho phụ nữ tham gia. Nhưng sau khi bị chủ thầu thuyết phục là chỉ có cõi Phạm Thiên mới loại trừ đàn bà, nên họ nhận tháp để công trình sớm hoàn tất. Rồi họ chia căn nhà ra 3 phòng, một dành cho vua, một cho người nghèo và một cho người bệnh. Họ xây tiếp 33 chỗ ngồi, dặn con voi khi có khách đến ngồi vào chỗ nào thì mời khách đến nơi vị chủ của chỗ ngồi đó, để chủ làm bổn phận với khách như xoa bóp chân và lưng cho khách, dâng thức ăn cứng và mềm, dọn chỗ ở, tức là làm tốt mọi việc phục vụ khách. Mạc Hà trồng một cây mung gần tòa nhà và xây một ghế đá dưới gốc cây. Khách vào tòa nhà nhìn tháp nhọn đọc tên của Thiện Tánh đã khắc chạm vào đó, mà không thấy tên 33 chàng trai đâu cả. Hoan Hỷ thấy Thiện Tánh đã khéo tìm cách góp phần vào, trong khi mình chưa có gì hết, bèn nghĩ cách đào một hồ nước để cung cấp nước uống và nước tắm cho khách. Đến lượt Trầm Tư cũng vậy, biết rằng ai đã bước vào tòa nhà sau khi uống nước và tắm đều trang điểm vòng hoa trước khi ra, nên cho trồng một vườn hoa thật tráng lệ với nhiều hoa đẹp và trái quý, đến nỗi không ai mà không bảo bông trái này chắc chắn từ vườn hoa của Trầm Tư. Riêng phần Thiện Sanh là em họ và cũng là vợ của Mạc Hà, nên nghĩ rằng công đức của Mạc Hà nàng sẽ được hưởng lây, cũng như công đức của nàng Mạc Hà vẫn hưởng chung. Do đó nàng chẳng làm gì cả, chỉ lo trang điểm. Như vậy Mạc Hà, người phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính bậc trưởng thượng, nói sự thật, không nói lỗ mãng, không nói sau lưng, bỏ lòng tham, không nổi sân, tức là đã làm tròn 7 giới luật, nên được làm vua trời cõi 33 sau khi tái sanh. Các bạn đồng hành cũng đều sanh thiên nơi đó, còn người chủ thầu thì làm trời Visakama. Khoảng thời gian đó, còn loài Atula sống ở cõi trời 33. Và khi họ biết có những vị trời mới sinh lên đó, bèn chuẩn bị tiệc rượu cho họ. Nhưng vua trời Đế Thích cấm nhóm bạn mình không được uống nước đó. Các Atula thì uống thỏa thuê và say nhẹ. Đế Thích không muốn cho Atula sống chung với mình, nên ra hiệu cho nhóm bạn mình đá họ rơi xuống biển. Nhờ có công đức nên dưới chân núi Tu Di mọc lên tòa lâu đài cho Atula và cây hoa kèn nhiều màu.
Cuộc xung đột giữa chư thiên và Atula kết thúc, phần thắng về chư thiên. Từ đó thành lập cung trời 33. Khoảng cách từ cổng đông sang cổng tây là 10.000 dặm, từ cổng bắc đến cổng nam cũng vậy. Cung trời có 1.000 cổng, tô điểm với vườn cảnh và hồ nước. Do quả báo từ việc xây cất nhà khách, nổi lên ngay giữa cung một điện cát tên là Chiến Thắng, cao 700 dặm, cờ phướng dài 300 dặm treo la liệt. Trên cột vàng treo cờ ngọc, trên cột ngọc treo cờ vàng, trên cột san hô treo cờ hổ phách, trên cột hổ phách treo cờ san hô. Trên cột bằng 7 loại đá quý, treo cờ bằng 7 loại đá quý. Quả báo việc trồng cây mung khiến mọc lên cây san hô vòng ôm 100 dặm. Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây khiến hiện ra dưới gốc san hô một loại ngai bằng đá vàng, màu vàng ửng đỏ giống như hoa lài, dài 60 dặm, rộng 50 dặm và dài 15 dặm. Khi Đế Thích ngồi lên ngai thì bị lún xuống một nửa, nếu đứng dậy thì trồi lên hết. Voi được tái sanh làm trời Eravana. Vì cõi trời không có loài vật nên muốn đến vườn giải trí, voi phải bỏ thân trời hiện tướng voi trở lại, cao lớn cỡ 150 dặm. Voi Eravana làm ra 33 vại nước cho 33 chàng trai, mỗi cái chu vi 3/4 dặm. Đúng ngay trung tâm, voi tạo một bồn nước đặt tên là Mỹ Lệ dành cho trời Đế Thích, chu vi 30 dặm, bên trên có che một vòm làm bằng toàn ngọc quý rộng 12 dặm. Quanh vòm cách khoảng đều treo những lá cờ dài 1 dặm bằng 7 báo, một hàng chuông len keng đính vào bên dưới lá cờ. Mỗi khi gió thổi rung lên một điệu nhạc êm dịu như âm thanh phát ra từ 5 loại nhạc cụ hay tiếng hòa ca của chư thiên. Giữa lầu cát đặt sẵn một giường bằng ngọc dài 1 dặm cho Đế Thích tự mình trang trọng. Trong 33 vại nước của 33 vị trời, mỗi vại mọc lên 7 ngà voi, mỗi cái dài 50 dặm và chứa 7 hồ sen. Mỗi hồ sen nhô lên 7 cọng sen, mỗi cọng sen nở 7 hoa sen, mỗi hoa có 7 nhánh và trên mỗi nhánh có 7 thiên nữ đang múa. Như thế trong phạm vi 50 dặm ở mọi phía đều có hội chúng nhảy múa lơ lửng trên vô số ngà voi. Trời Đế Thích đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy. Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời, đồng thời xuất hiện giảng đường thiện tánh. Nhà luận nghị của chư thiên rộng 900 dặm, đẹp không nơi nào bì kịp, và tại đó vào ngày thứ 8 hàng tháng có thuyết pháp. Từ đó trở đi, ai trông thấy nơi nào lộng lẫy cũng nói giống nhà luận nghị của chư thiên, tức giảng đường thiện tánh. Hoan hỷ và trầm tư đều sanh thiên, đồng thời hiện ra một hồ sen tên Hoan hỷ rộng 500 dặm và một khu rừng dây leo tên Trầm Tư rộng 500 dặm. Nhưng riêng thiện sanh lại tái sanh thành một con sếu ở trong hang núi. Nhận biết tình trạng của những người vợ cũ mình như thế, Đế Thích tìm cách giúp cho thiện sanh có cơ hội tạo lập công đức. Ông cởi bỏ lốt trời đến bên sếu trò chuyện. Ông phải xưng tên Makha vì sếu không nhận ra, và kể cho nàng biết là bè bạn đều sanh thiên, hỏi nàng muốn gặp họ không, nàng ưng thuận. Ông đặt nàng trong lòng bàn tay, mang lên trời đến bên hồ sen Hoan hỷ, rồi gọi những bà kia đến. Họ thấy sếu chế nhạo một hồi, nào là mỏ nàng, bàn chân, rồi đến cặp chân, kết luận một câu: hãy xem quả báo của quý nương, người chỉ dành thời giờ để tô son chút phấn cho riêng mình. Xong, kéo đi hết. Đế Thích mang nàng trở lại chỗ cũ trên mặt nước và dò ý nàng xem có thích cõi trời hay không. Nàng rất ưa thích vì thấy trên đó vui sướng đẹp đẽ. Ông dạy cho nàng 5 giới. 3 lần Đế Thích hóa làm cá giả chết để thử nàng. Khi nàng lấy mỏ quắp cá vẫy đuôi, nàng liền không ăn. Nàng sếu giữ giới không ăn cá sống, chỉ ăn cá đã chết rồi hoặc không ăn gì hết. Chẳng bao lâu, nàng héo mòn và chết. Do phước báo của việc giữ giới, nàng tái sanh làm con gái của người thợ gốm ở Ba La Nại. Khi cô gái lên 15-16 tuổi, Đế Thích bỏ lốt trời, lấy 7 báo đã hóa thành dưa chuột chất đầy xe, đẩy vào thành Ba La Nại rao bán.
người ta cầm tiền đến mua, giá nào ông cũng không bán. Có người thắc mắc hỏi tới, ông đáp là chỉ cho người nào giữ giới. Họ lại hỏi tiếp giới là gì, đen, nâu hay màu nào. Họ chưa biết thế nào là giới thì chắc không giữ giới, nên ông đẩy xe đi. Có người chỉ cho ông, con gái thợ gốm thường nói, tôi giữ giới. Ông đánh xe đến nhà cô gái và giao cho cô khô báo của trời trong lớp vua chuột không hề mất mát. Qua kiếp này, cô gái tái sanh làm con của vua Atula là Vepaxiti. Vì giữ giới trong hai kiếp liên tiếp, nên cô rất duyên dáng, mỹ miều, từ thân hình đến nước da màu vàng, chưa từng thấy. Cha cô rất kén rể, ai cũng không vừa ý. Cuối cùng ông mời hết Atula đến, đặt vào tay con gái một vòng hoa, bảo nàng tự chọn người chồng vừa ý. Đế Thích biết được, biến thành một Atula lòm khòm, đứng vòng ngoài các chàng trai. Cô gái vì ở một kiếp trước đã từng làm vợ Đế Thích, nên khi thấy ông, mãnh lực ái tình tuôn tràn, nàng liền vòng hoa lên đầu ông và la lên: ông ta là chồng tôi. Các chàng trai Atula buồn bã bảo nhau: già kén kẹn hôm, chàng phò mã này đáng ông nội của ta. Lúc đó, Đế Thích hiện nguyên hình trời, nắm tay cô gái bay lên không, la lên: ta là Đế Thích. Các Atula đồng thanh la lớn: lão Đế Thích này, lừa chúng ta rồi. À. Và họ rượt đuổi theo. Người đánh xe Matali đem xe chiến thắng đến ngừng giữa đường rước Đế Thích và cô dâu chạy về cung trời. Đến rừng cây bông và tơ, bầy chim non Garuda nghe tiếng bánh xe, sợ bị nghiền nát, kêu cứu inh ỏi. Đế Thích liền ra lệnh cho Matali quất roi, khiến ngàn tuấn mã sẽ quay đầu chạy trở lại. Các Atula thấy vậy, nghĩ rằng Đế Thích đã có viện binh, nên cũng lui về thành bằng con đường cũ và không bao giờ dám ló đầu ra nữa. Từ đó, cô gái Atula thiện sanh được tấn phong lên cầm đầu 25 triệu thiên nữ. Nàng chỉ có một mình trên thiên giới, không cha mẹ, anh em, nên thường xin đi theo Đế Thích. Thời gian sau, khi cây hoa kèn nhiều màu nở hoa, các Atula reo lên là cây san hô trên thiên giới trổ bông, và họ xông lên tấn công Đế Thích. Vua trời bèn đặt trạm gác để ngăn chặn giúp loài rồng Naga chứa biển và cho bảo vệ chim thần Subhanath và chư thiên Kumhadas, trời Dạ Xoa và cả tứ thiên vương. Để ngăn ngừa tai họa, ông đặt trước cổng thành ảnh Đế Thích, tay cầm lưỡi tầm sét. Atula đánh thắng loài rồng Nagas và các phi nhân khác, xong tiến đến cổng thiên giới. Họ thấy ảnh Đế Thích hô hoáng lên: Đế Thích xông ra kia kìa, và vội bỏ chạy. Thế Tôn kết luận: này Mahali, ông hoàng Maha đã chọn con đường tinh cần chánh niệm thế đó, và đạt đến ngôi vị tối cao cai quản hai thiên giới. Tinh cần chánh niệm được chư Phật và mọi người tán thán, nhờ thế sẽ đạt quả vị cao tột thế gian và xuất thế gian. Rồi ngài đọc pháp cú: Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Kheo chứng A-la-hán: vui thích không phóng dật. Giáo lý này Thế Tôn nói trong khi ngủ ở kỳ viên, liên quan đến một tỳ kheo. Một tỳ kheo nhận đề tài thiền quán từ Thế Tôn, xong lui vào rừng. Dù cố gắng hết sức mình, ông vẫn không chứng được quả A-la-hán. Ông rời nơi an cư, trở về chỗ Thế Tôn, định xin đổi đề tài thiền quán khác. Trên đường đi, ngang một khu rừng lớn đang cháy dữ dội. Ông trèo lên đỉnh một ngọn núi trọc và ngồi xuống ngắm ngọn lửa bừng cháy đang thiêu đốt mọi vật lớn và nhỏ. Ông cũng muốn tất cả những chướng ngại lớn và nhỏ sẽ được ngọn lửa trí tuệ của Thánh Đạo đốt cháy hết. Đức Phật ngồi trong hương thất, thấy hết diễn biến tư tưởng của tỳ kheo, liền phóng quang đến trước mặt tỳ kheo nói kệ: vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật,
bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Dứt câu kệ, vẫn ngồi tại chỗ, tỳ kheo thiêu đốt hết mọi trói buộc và chứng A-la-hán cùng những thần thông. Sau đó ông bay lên trên không, đến gặp Thế Tôn, tán thán và ca ngợi kim thân của Phật. Tỳ sa ở phố chợ, vui thích không phóng dật. Giáo lý này Thế Tôn dạy khi ngủ tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Tỳ sa ở phố chợ, tức Nigamavasi Tỳ sa. Một chàng trai có địa vị sinh sống tại khu phố thị không xa xá về. Một hôm xuất gia thành tỳ kheo trong giáo đoàn của Phật. Nhờ làm tròn bổn phận, ông thường được gọi là Tỳ sa ở phố chợ. Ông nổi tiếng sống thanh đạm, tri túc, trong sạch và kiên quyết. Ông hay đi khất thực trong làng có thần quyến cư ngụ mà không bao giờ đến xá vệ ở gần bên. Dù ông cấp cô độc và những cư sĩ khác, kể cả vua Ba Tư Nặc, thường dâng cúng nhiều vật phẩm ngoại hạng, các tỳ kheo bàn tán về ông, cho rằng ông chỉ giao thiệp thân mật với quyến thuộc mà chớ hề đến xá vệ, nơi được cúng dường dồi dào. Chuyện đến tai Phật, ông được gọi đến, Phật hỏi: Tỳ kheo, có thật ông đã sống như người ta báo không? Tỳ sa đáp: Bạch Thế Tôn, không đúng sự thật khi nói con giao thiệp thân thiết với họ hàng. Con chỉ nhận nơi họ thức ăn vừa đủ. Chỉ vì nhu cầu gìn giữ mạng sống nên dù ngon dù dở, con thấy rằng không cần phải trở về tịnh xá để tìm vật thực nữa. Con không giao thiệp thân mật với quyến thuộc, Bạch Thế Tôn. Phật biết được tâm ý của tỳ kheo, liền khen: Lành thai, lành thai. Tỳ kheo, không có gì lạ, là đệ tử của ta, tất nhiên ông phải biết sống thiểu dục. Thiểu dục là ý hướng và thói quen của ta. Chuyện quá khứ, Saka và con vẹt. Ngày xưa, mấy ngàn con vẹt sống ở rừng cây sung, xứ Hy Mã Lạp Sơn, bên bờ sông Hằng. Khi những trái trên cây, nơi con vẹt chúa đậu rụng hết, nó bèn ăn những gì tìm được, dù chồi non, lá xanh hay cỏ cây, uống nước sông Hằng và rất hạnh phúc mãn nguyện ở lại nơi ấy. Vẹt hạnh phúc và mãn nguyện đến nỗi cung trời của Đế Thích rúng động. Đế Thích tìm lý do, thấy là vì chim vẹt, liền quyết định thử thách nó. Ông dùng thần lực giáng xuống cây sung, làm cành lá đổ la liệt, chỉ còn gốc cây đầy lỗ hổng và vết nứt. Khi tiếng ầm vang lên từ bên trong cây, bụi tuôn mù mịt, và đó là nguồn thức ăn của chim vẹt cùng với nước sông Hằng. Nó không đi đâu khác, nó vẫn đậu trên cây sung, chẳng ngại gì nắng gió. Để thích thấy vẹt vẫn hạnh phúc và mãn nguyện, bèn biến thành ngỗng chúa có thiện sanh trong hình dáng nữ thần Asura, dẫn đường đến rừng cây sung. Ông đậu xuống một cây gần chỗ của vẹt và mở đầu câu chuyện bằng bài kệ: Có những cây lá xanh, những cây nặng trĩu trái, tại sao vẹt lại thích ở trên cây bị đốn ngã trơ trọi? Kể đến đây, Đức Phật nói tiếp: Lúc ấy Đế Thích là Ananda, và vẹt chúa chính là ta. Vì thế này các tỳ kheo, thiểu dục là ý hướng và thói quen của ta, do đó không có gì lạ khi đệ tử của ta là Nigamayasi Tisa biết sống hạnh phúc và mãn nguyện. Một tỳ kheo như thế, vì đã chứng đạo quả sẽ không bị sa đọa, không những thế còn gần đến niết bàn. Đức Phật nói tiếp pháp cú sau: Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Ở trung tâm diệu pháp âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net